Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu vậy ạ? Mẹ đưa con ra đây một tí thôi. Con này, nếu có chuyện gì xảy ra thì con cũng đừng giận mẹ nhá. Và con yêu mẹ nhất trên đời. Ừ, mẹ cũng yêu con lắm. Mẹ hứa mẹ đi nhanh lên rồi mẹ quay lại đây đón con nhé. Mẹ đi gì mà lâu thế, hơn một tiếng rồi không quay lại đón mình. Trời thì mưa nó mình rét quá. Sao trời mưa này cậu bé này không về nhà sao lại ngồi đây nhỉ? Cháu bé, sao trời mưa như này không về nhà lại ở đây một tí? Mẹ cháu bảo cháu ngồi đây chờ mẹ cháu, ngồi cháu đợi mẹ cháu 2 tiếng hồ mẹ không quay lại đón cháu ạ. Thế á, trời mưa này mà mẹ đi đâu không về? Đó là ơ, thế cầm cái gì đây? Cháu, quần áo của cháu ạ. Để cho chú xem nào. Chào ông bà, nếu có ai đã đọc được bức thư này thì mong hãy rủ lòng thương giúp đỡ cháu với. Cháu không đủ khả năng nuôi con, mong các bác hãy bao bọc che chở dùng cháu với ạ. Vâng, tôi sẽ giúp cô chăm nom bé này vậy. Này cháu bé ơi, mưa quá mà mẹ cháu hẹn cháu thư này, mẹ cháu hẹn đón cháu ở nhà bác ấy. Bây giờ bác đưa cháu về nhà nhé, bác đưa tạnh mưa chắc là mẹ qua nhà đón đấy. Ừ thì à ba. Ừ. Thế là về nhà bác nữa nhá. Cô ạ. Đây là bạn Vinh ạ. Chào cô ạ. Ừ, cô chào hai cháu. Cô cũng nghe Hoàng Anh kể cho
sàng ở tay giống thằng Đạt nhà mình hồi bé. Ơ cháu ơi cháu. Dạ cô ở đây cháu ạ. Cháu tên là Đạt đúng không? Vâng ạ. Cháu con nhà ai đấy? Dạ cháu con bố Tuyển ạ. Cháu con bố Tuyển à? Ở xóm trên đúng không? Cháu sinh tháng mấy? Dạ vâng ạ. Cháu sinh tháng 12 ạ. Có phải sinh ngày 24 không? Vâng, sao cô biết ngày sinh của cháu ạ? Đúng là Đạt nhà mình đây rồi. Không ngờ sau bao nhiêu năm lại được gặp lại con. Đạt, Đạt, vết chằm này của con do đâu mà có đây? Dạ, cháu không biết cô ạ. Từ lúc bé sinh ra cháu đã có vết chằm này rồi ạ. Thế đúng rồi, con là con trai của cô. Con nhìn này. Ơ, cô nói gì ạ? Đạt, con đúng là con của mẹ rồi. Ngày xưa mẹ không đủ khả năng nuôi con nên mẹ đã phải bỏ con đi. Không ngờ con lại lớn lên từng này rồi. Cô ơi, bố của con bây giờ cũng nói thế à? Bố con bảo là bố con không phải bố đẻ con. Có lẽ nào cô là mẹ con thật hay sao? Đúng rồi con là con trai của mẹ. Ơ mẹ ơi, thế là thế nào ạ? Đúng rồi anh ạ. Ngày xưa do mẹ không đủ khả năng nuôi anh trai con nên mẹ đã phải bỏ anh trai con đi. Ô thế hả mẹ? Anh Đạt, anh là anh trai của em à? Ờ đúng rồi đấy anh ạ. Hai con ơi, bây giờ mẹ sẽ nuôi hai con. Hai con đi về cửa nhà của mẹ nhá. Vâng ạ.